Tiết lộ bí mật long trời lở đất, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn nhân sự trước lúc lâm chung. Mến chào quý vị đang đến với kênh Sách Nói Minh Triết. Kính thưa quý vị, những người lãnh đạo đất nước là những đảng viên ưu tú nhất trong số các đảng viên xuất sắc. Họ đóng vai trò trọng yếu trong việc dẫn dắt, định đoạt vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Trách nhiệm và niềm tin mà nhân dân trao gửi cho các cán bộ chủ chốt vô cùng to lớn, khiến áp lực công việc của họ trở nên cực kỳ nặng nề. Đảng, nhà nước và chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt với chế độ giám sát, thường xuyên thăm khám và kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt đối với các vị lãnh đạo chủ chốt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, lịch sử chính trị Việt Nam đã chứng kiến không ít lãnh đạo cấp cao từ trần khi vẫn còn đang tại chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nằm trong số đó. Bác Trọng với tuổi tác cao và sức khỏe nhiều lần suy giảm đã nhiều lần xin nghỉ hưu. Nhưng Đảng vẫn đặt trọn niềm tin và sự ủng hộ để bác tiếp tục đảm nhiệm công việc đến những giây phút cuối đời. Ngay cả khi trên giường bệnh, bác vẫn cố gắng nghiên cứu và làm việc với tinh thần tận hiến, cống hiến cho Tổ quốc. Sự ra đi của bác đã để lại một khoảng trống không thể bù đắp. Đặc biệt, câu hỏi về người kế nhiệm bác là ai cũng trở thành mối quan tâm của nhiều người. Một đất nước không thể thiếu người lãnh đạo đứng đầu. Và với tầm nhìn xa trông rộng, có lẽ bác đã chuẩn bị cho ngày này. Câu hỏi đặt ra là, liệu bác đã sẵn sàng chỉ định ai để gánh vác trách nhiệm lớn lao này hay chưa? Và ai sẽ là người được bác chọn thay thế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân tích qua video nóng hổi này. Thông tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nỗi tiếc thương và mất mát vô cùng to lớn cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhìn lại các sự kiện, có thể thấy rằng bác đã có sự chuẩn bị chu đáo nhằm tránh cho hệ thống chính trị rơi vào khủng hoảng. Thậm chí có thể nói rằng bác đã chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị này. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại thời gian hơn một tháng trước. Sau khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam, sức khỏe của bác đã suy giảm rõ rệt và không còn khả quan. Từ đó, bác cũng không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và trong các cuộc họp của Bộ Chính trị sau đó. Cho đến khoảng một tháng sau, ngày 18 tháng 7, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi thông báo từ Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo như thông tin được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, đến nay, với yêu cầu cần thiết để tiếp tục ưu tiên dành thời gian cho đồng chí Tổng Bí thư tập trung vào điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trước mắt, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước, chủ trì công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị theo trách nhiệm và quyền hạn mà Bộ Chính trị đã quyết định. Tóm lại, thông cáo đã nêu rõ ràng ở thời điểm đó, thứ nhất, tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần điều trị, do đó bác không thể điều hành công việc của Đảng. Thứ hai, thông tin về việc phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, tạm thời thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian điều trị cũng được nêu bật. Cùng thời điểm đó, Bộ Chính trị đã quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều đóng góp lớn lao, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dành tặng cho những cá nhân có công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Mặt khác, Bộ Chính trị cũng chỉ thị đồng chí Tô Lâm tạm thời chủ trì công việc của Đảng thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian bác điều trị. Điều này cho thấy, trong giai đoạn này, đồng chí Tô Lâm đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ như một Tổng Bí thư, điều hành công việc trong Đảng. Rõ ràng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra và sự tính toán này không phải là sự ngẫu nhiên. Nếu nhìn lại những tiền lệ trong quá khứ, có thể thấy rằng chính Tổng Bí thư đã có sự chuẩn bị cho tình huống này. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá khứ, khi người từng chỉ thị cho đồng chí Lê Duẩn lên thay mình vào nửa cuối thập niên 60 do sức khỏe suy yếu. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giảm dần các hoạt động chính trị và sang nước ngoài chữa bệnh, đặc biệt là trong 3 năm cuối đời khi người thường xuyên ốm nặng. Bắt đầu từ năm 1963, người đã bàn giao công việc cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, người mà Bác Hồ đã triệu tập về Hà Nội gấp vào năm 1957 để hỗ trợ điều hành công việc chung của Đảng. Mặc dù ông Lê Duẩn không làm việc sát cánh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những năm 1940 như các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp hay Trường Chinh, nhưng khi đất nước đang bị chia cắt, đưa một cán bộ từ miền Nam lên lãnh đạo toàn đảng là cách tốt nhất để đảm bảo Đảng Lao động Việt Nam đại diện cho tất cả người Việt Nam. Quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giao phó công việc cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 1960 là một cách để bảo đảm sự đoàn kết dân tộc với mục tiêu chung là đuổi Mỹ về nước,
tiến tới thống nhất đất nước. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã chủ trương tích cực thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước bằng cách gia tăng cuộc chiến chống Mỹ ở miền Nam. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao huân chương sao vàng và sự phân công tạm thời cho đồng chí Tô Lâm không chỉ là hành động thể hiện lòng tri ân đối với những cống hiến to lớn của Bác cho Đảng và dân tộc mà còn phản ánh một chiến lược lãnh đạo có tính toán. Những động thái này cho thấy Đảng đã sẵn sàng cho những tình huống khó khăn, đảm bảo rằng không có khoảng trống quyền lực nào trong giai đoạn chuyển giao này. Việc trao quyền tạm thời cho đồng chí Tô Lâm cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, giúp đảm bảo rằng hoạt động của Đảng vẫn diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh sức khỏe của Tổng Bí thư đang suy yếu. Hơn nữa, việc này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và nhất quán của Đảng mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân và Tổ quốc. Qua đó, ta thấy được tầm nhìn xa và sự kiên định của lãnh đạo trong việc duy trì sự ổn định chính trị trong thời điểm khó khăn này. Dù vậy, với vị trí và uy tín cực kỳ to lớn không có gì sánh bằng, những công trình văn học lớn như cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân hay những cuộc đàm phán tại Paris vẫn rất cần sự tham gia, chỉ đạo và phê duyệt ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về trường hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, giai đoạn trước năm 2016, ông Tô Lâm lúc này không trực tiếp làm việc với Tổng Bí thư mà chủ yếu giao tiếp với các thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Ông chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng quản lý nhà nước liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phản gián, điều tra phòng chống tội phạm, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, thi hành án hình sự, cũng như bảo vệ hỗ trợ tư pháp và quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc Bộ Công an. Sự chuyển biến quan trọng trong sự kiện này diễn ra từ ngày 27 tháng 4 năm 2016, khi Bác Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia hỗ trợ cho trưởng ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo lực lượng công an trong việc điều tra, xử lý, khởi tố các vụ án nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án lớn mang tầm quốc gia như vụ Đinh La Thăng, chuyên án chuyến bay giải cứu hay đại án Việt Á. Kể từ đó, hình ảnh của ông luôn hiện diện bên cạnh Tổng Bí thư. Ông cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú như hai tấm khiên bảo vệ trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng. Nếu ông Tô Lâm là biểu tượng cho nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thì ông Trần Cẩm Tú chính là hiện thân của câu không có hạ cánh an toàn. Bất kể người đó là ai để chuẩn bị cho mọi tình huống khi Tổng Bí thư không còn nữa, bởi không ai có thể chống lại thời gian. Việc chuyển giao công việc trong Đảng cho Chủ tịch nước Tô Lâm là điều hợp lý. Ngay từ khi còn đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và qua nhiều chuyến thăm tới Hoa Kỳ, Trung Quốc cùng các quốc gia châu Âu khác, theo đánh giá của Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Tô Lâm là một nhân vật kiên quyết nhưng thông minh, rất quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực. Trong thời điểm hiện tại, đất nước cần một lãnh đạo cứng rắn, bản lĩnh nhưng cũng cần đủ linh hoạt. Không chỉ tiếp tục công cuộc đấu tranh mạnh mẽ mà còn cần có một chiến lược ngoại giao khôn ngoan, kế thừa những di sản mà các thế hệ trước đã để lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chúng ta khẳng định Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi còn sống, Bác Trọng là một vị giáo sư có tầm nhìn xa, được đông đảo lãnh đạo, quan chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam công nhận là một đảng viên liêm khiết, giàu lý tưởng cách mạng và có bản lĩnh chính trị kiên cường. Do đó, chính bản thân Bác sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá và lựa chọn nhân sự kế nhiệm theo cách rất riêng của mình. Trong bối cảnh dư luận trong nước hiện nay, đa số ý kiến đều cho rằng việc lựa chọn một đồng chí bí thư sáng giá là nhiệm vụ cấp bách ngay từ bây giờ. Một người có đủ phẩm chất và tài năng, sẵn sàng gánh vác trọng trách cao nhất của Đảng, trở thành lãnh đạo hạt nhân tiếp theo. Hiện tại, các lãnh đạo chủ chốt của đất nước và Trung ương Đảng gồm có Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Đây đều là những ứng cử viên chất lượng cao, đủ tài năng và phẩm chất đạo đức. Vì vậy, công chúng có thể nhận ra những ưu điểm và hạn chế của từng vị tướng lãnh đạo. Điều này đôi khi trở thành yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc. Theo nhận định của dư luận, Chủ tịch nước Tô Lâm được coi là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là một nhà lãnh đạo có tư tưởng đổi mới, ưa thích những cải cách hướng tới mô hình hiện đại và hiệu quả. Điều này đã được thể hiện rõ nét trong suốt 8 năm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã đi đầu trong việc tinh gọn bộ máy, xóa bỏ cấp tổng cục và hợp nhất các đơn vị có chức năng tương đồng. Đồng thời, ông cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ thông qua việc triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an.
Dấu ấn của Đại tướng Tô Lâm không chỉ gói gọn trong lực lượng công an nhân dân mà ông còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với toàn bộ Việt Nam. Ông đã lãnh đạo lực lượng công an nhân dân phá thành công nhiều vụ đại án kinh tế lớn, phơi bày những mối liên hệ phức tạp giữa giới doanh nhân và chính trị Việt Nam. Có thể khẳng định Đại tướng Tô Lâm là người hiện thực hóa các mục tiêu mà cuộc chiến chống tham nhũng, đốt lò đã đề ra. Hơn thế nữa, chính ông là người đã khiến cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở nên mạnh mẽ và có sức lan tỏa lớn trong đời sống chính trị của đất nước. Về phần Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù ông đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của chính phủ, giúp đất nước dần hiện thực hóa giấc mơ sở hữu hệ thống đường cao tốc hiện đại với độ bao phủ rộng khắp, kết nối các vùng miền. Phong cách làm việc quyết liệt, thẳng thắn và kiên định của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần to lớn giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra cùng, với các tác động địa chính trị ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Thành tựu về phát triển kinh tế và xã hội đã giúp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phong cách lãnh đạo quyết đoán, sáng tạo và đổi mới của ông đã giúp Quảng Ninh phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng nhờ vào những chính sách táo bạo, vượt khỏi các quy định thời bấy giờ. Đáng chú ý, một lãnh đạo mới được dư luận đánh giá cao là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư. Dư luận nhận thấy rằng Đại tướng Lương Cường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ông cũng là một nhà lãnh đạo nhận được sự tín nhiệm cao từ Bộ Chính trị. Điều này thể hiện rõ qua việc sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 13, Bộ Chính trị đã trao cho ông một ghế chủ chốt tại vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi bắt đầu nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 12, theo quan điểm của dư luận, cả Đại tướng Lương Cường và Đại tướng Tô Lâm đều không nằm trong kế hoạch quy hoạch nhân sự để kế nhiệm bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cả hai vị đại tướng này đều được định hướng lãnh đạo lực lượng vũ trang cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ và sau đó nghỉ công tác. Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần trước, Đại tướng Tô Lâm đã có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Vì vậy, việc ông trở thành một lãnh đạo cấp cao chính là thành quả mà ông đạt được qua nỗ lực của bản thân. Đại tướng Lương Cường từ một vị trí được cho là dự phòng trong kế hoạch nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ vươn lên mạnh mẽ và trở thành nhân vật đứng thứ hai trong Trung ương Đảng và được đánh giá là người có quyền lực thứ năm trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đại tướng Lương Cường nhận được những đánh giá cao này vì uy tín vững chắc trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thậm chí, dư luận còn cho rằng Đại tướng Lương Cường là biểu tượng tinh thần mang lại niềm tin cho các tướng lĩnh, cán bộ sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng quân đội. Nhiều quan điểm cho rằng Đại tướng Lương Cường mang trong mình nhiều điều bí ẩn và ẩn chứa những yếu tố bất ngờ. Nhìn chung, rất có thể trước khi bác Trọng rời xa thế giới, bác đã chuẩn bị sẵn nhân sự kế nhiệm để tránh việc rơi vào tình trạng đất nước không có lãnh đạo. Trong những lần bác cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt như trước và sự vắng mặt tại các sự kiện quan trọng của quốc gia, bác đã nhận ra rằng những tình huống bất lợi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc giới thiệu nhân sự và chọn lựa người thay thế bác là điều hợp lý. Bởi bác hiểu rằng nếu vị trí lãnh đạo để trống quá lâu, những âm mưu từ các thế lực bên ngoài sẽ có cơ hội trỗi dậy. Mới đây, Việt Nam đã nộp đơn mở rộng thêm lục địa ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông, khiến Trung Quốc lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng đoàn công tác Bộ Ngoại giao và vào ngày 17 tháng 7, chỉ một ngày trước khi Bộ Chính trị thông báo về bệnh tình của Bắc Trọng đã đệ trình hồ sơ liên quan đến việc mở rộng thềm lục địa ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban về ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày cũng ra thông cáo về việc nộp hồ sơ này, trong đó khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và khoa học để khẳng định quyền mở rộng thềm lục địa tự nhiên ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để xác định chiều rộng lãnh hải của Việt Nam. Đồng thời, tuyên tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền lợi của Việt Nam đối với các vùng biển trên Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát đi thông báo phản đối mạnh mẽ vào ngày 18 tháng 7, khẳng định rằng chúng tôi kiên quyết phản đối và đã có những phản đối nghiêm túc đối với Việt Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã cam kết sẽ giải quyết và kiểm soát các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình hòa đồng thời cùng các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không cũng như sự phát triển bền vững trên Biển Đông dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Vâng, và vì sao chúng ta cần nộp hồ sơ vào thời điểm mà tình hình đang trở nên căng thẳng đến mức báo động? Bởi vì vào năm 1988,
Trong lúc Việt Nam đang bận rộn lo toan tổ chức quốc tang cho Phó Thủ tướng Phạm Hùng, Trung Quốc đã nhanh chóng tranh thủ thời điểm tối mờ mà điều quân xuống Biển Đông để chiếm giữ bãi Lên Đao, Subi và Gạc Ma, dẫn đến cuộc xung đột không thể quên giữa hai bên vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, vẫn còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù, Việt Nam đã dồn toàn lực để giữ lấy từng phần đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với sự kiên cường, Việt Nam đã giành lại được đảo Subi và Lên Đao trong khi Trung Quốc đã nhanh chóng cắm cọc và xây dựng công trình trên Gạc Ma, khiến bộ đội ta không thể tiến vào chiếm lại do những ràng buộc của luật pháp quốc tế lúc bấy giờ. Hiện nay, dù tiềm lực và vị thế quốc gia đã phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm 1988, nhưng chưa bao giờ các thế lực bên ngoài từ bỏ ý đồ kéo Việt Nam về phía họ. Việc tiên phong thực hiện những biện pháp phòng ngừa và tăng cường an ninh cả trên đất liền lẫn trên biển là điều vô cùng quan trọng. Trong thời gian sắp tới, tình hình Biển Đông dự kiến sẽ còn nhiều biến động, nhưng Việt Nam luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối đầu, giữ vững lý trí để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Sau lễ quốc tang của Bác, có thể Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương, dự kiến diễn ra sau ít nhất một tháng kể từ khi kết thúc lễ tang của Bác. Tổng Bí thư Trọng dù người kế nhiệm là ai, hy vọng rằng những người lãnh đạo tiếp theo sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là trong việc phòng chống tham nhũng, loại bỏ những giặc nội xâm và duy trì các thành tựu đáng tự hào mà Bác Trọng đã để lại. Dù Bác đã đi xa, trở về với các bậc tiền bối cách mạng, tư tưởng và tinh thần của Bác vẫn còn để lại những ảnh hưởng sâu sắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương của một con người giản dị nhưng lại vô cùng xuất chúng, đã đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Đảng trong suốt hơn hai nhiệm kỳ. Ông đã có những đóng góp nổi bật trong lịch sử gần một thế kỷ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước mọi thử thách và sóng gió, Bác Trọng luôn vững tay chèo lái con thuyền của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi bão táp của thời đại và đạt được những thành tựu chưa từng có. Bác là một chiến sĩ anh hùng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, một kiến trúc sư ngoại giao tài tình đã đưa vị thế của Việt Nam lên tầm cao trên trường quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi để đất nước phát triển mạnh mẽ. Người dân kính yêu Bác và xứng đáng rằng Bác Nguyễn Phú Trọng sẽ được dựng tượng đài, lưu danh mãi mãi trong sử sách nước nhà. Kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Bác, chúng ta dành trọn lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc nhất. Xin được trích dẫn lại lời của chính Bác Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta là con cháu của Bác Hồ. Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam. Đất nước này nhất định phải phát triển, vươn lên không thể thụt lùi so với các quốc gia khác. Việc ông Tô Lâm có thể được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư đã và đang là một đề tài gây tranh luận sôi nổi trong dư luận. Là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, ông Tô Lâm đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia cũng như dẫn dắt lực lượng công an trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc ông bước lên vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng là một bước chuyển lớn, mang theo nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức. Trước hết, ông Tô Lâm đã khẳng định năng lực của mình trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, một trong những điểm nóng trong thời gian qua. Với những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực này, ông Tô Lâm được xem là một nhân vật có năng lực, có uy tín và có khả năng thực thi những quyết sách quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang nỗ lực làm trong sạch bộ máy và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Tuy nhiên, làm Tổng Bí thư không chỉ đòi hỏi sự quyết đoán và kiên định trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ mà còn cần có tầm nhìn chiến lược về đối ngoại, kinh tế và xã hội để đưa đất nước phát triển bền vững. Đây là một nhiệm vụ to lớn và đầy thử thách, đòi hỏi ông Tô Lâm phải tiếp tục chứng minh năng lực lãnh đạo toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ dừng lại ở an ninh và trật tự. Dư luận cũng lo ngại về sự ổn định và sự đồng thuận trong nội bộ Đảng khi một người xuất thân từ lĩnh vực an ninh như ông Tô Lâm lên nắm quyền. Sự cân bằng giữa các nhóm lợi ích khác nhau và khả năng ông giữ vững được sự đoàn kết trong Đảng sẽ là một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển giao này. Nếu ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, ông sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ để vừa tiếp nối những thành tựu của người tiền nhiệm, vừa định hình và phát triển một hướng đi mới cho đất nước. Điều này đòi hỏi sự khôn khéo và khả năng điều hành xuất sắc để không chỉ đối phó với các thách thức từ trong nước mà còn cả những biến động từ thế giới bên ngoài. Với một nền tảng vững chắc trong ngành an ninh, nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo toàn diện, ông Tô Lâm sẽ cần phải chứng minh năng lực vượt trội hơn nữa. Quyết định về việc ông có được đề cử hay không chắc chắn sẽ còn là một vấn đề thu hút sự chú ý của cả giới chuyên môn và người dân trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi toàn bộ nội dung video của chúng tôi. Sự quan tâm và ủng hộ của quý vị chính là nguồn động viên lớn nhất đối với ban biên tập trong quá trình thực hiện và phát triển nội dung. Chúng tôi luôn trân trọng những ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý vị để không ngừng cải thiện, mang đến những video chất lượng hơn, đáp ứng kỳ vọng của mọi người.
Nếu quý vị cảm thấy nội dung video hữu ích và mang lại giá trị, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ video này đến với bạn bè và người thân. Những hành động đơn giản đó không chỉ giúp chúng tôi tiếp tục phát triển mà còn giúp lan tỏa những thông tin, kiến thức hữu ích đến cộng đồng. Sự ủng hộ của quý vị là nguồn cảm hứng để chúng tôi tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.